tiếp nối chuỗi chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng năm học mới 2016, sáng ngày 26 tháng 9, VTM Tour đã có mặt tại sân trường Trung học Phổ thông Telemann và làm cho không khí chương trình trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tham gia chương trình giao lưu văn nghệ là các ca sĩ đang được các bạn trẻ yêu thích như Tino, Cop, Phương Anh Idol, Đào Ngọc Sang, Sơn Ngọc Minh. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia của ca nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng với hai ca khúc nổi tiếng là Bốn Chữ Lắm và Cô Bé Mùa Đông. Mặc dù là ngôi trường cuối cùng của chuỗi chương trình văn nghệ, thế nhưng các bạn học sinh tại Telemann vẫn rất nhiệt tình ca hát, nhảy múa cùng các ca sĩ để tạo nên một bữa tiệc âm nhạc đáng nhớ. Cuối chương trình là phần giao lưu bốc thăm trúng thưởng với các món quà ý nghĩa đến từ các nhà tài trợ của chương trình. Chương đó là sẽ tìm ra 5 bạn nhận được cho mình mỗi bạn một thùng sữa chua đá queo vô. Và em hy vọng chương mình sẽ có thêm nhiều tiết mục giống vậy. Em rất là thích các anh ca sĩ này, vừa hát hay và vừa đẹp trai. Cảm nghĩ hôm nay của em về thì em Tour rất là vui và náo nhiệt, và rất là em rất cảm ơn VTM Tour đã cho chúng em một ngày rất là hoành tráng ngày như ngày hôm nay. Mong chờ năm sau sẽ được lớn và to và vui hơn nữa. Kết thúc chuỗi chương trình chào mừng năm học mới 2016, sắp tới đây, tạp chí VTM sẽ gặp lại các bạn trẻ trong các sự kiện lớn, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn trẻ những sân chơi vô cùng thú vị và bổ ích. Học tập nhiều, thành tích học tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.